Aquaman đang vùng vẫy trong hồ bơi khi những siêu anh hùng khác đang tổ chức tiệc. Công lý ở đâu vậy? Bảo vệ ở hộp đêm cũng là một kiểu siêu anh hùng. Nếu bạn nghĩ về nó, kiểm soát đám đông không phải điều dễ dàng. Được rồi, vào đi. Hãy nhớ, mình sẽ theo dõi bạn. Thỉnh thoảng, anh ấy rất tốt bụng và chu đáo. Bạn mang chuột lang đến club sao? Nó sẽ không quá ồn ào đâu. Sao cũng được, Alex chỉ có trách nhiệm đảm bảo bảo vệ an toàn cho mọi người. Thỉnh thoảng anh ấy trở nên xấu tính và cứng rắn. Harley Quinn sao? Siêu anh hùng không được phép. Bạn không được vào. Thật là xấu hổ. Bạn có thể qua. Quý cô cùng hành lý. Bạn vừa đáp chuyến bay đến bữa tiệc sao? Rất hoan nghênh. Quy định không nhắc đến hành lý. Vậy chào mừng đến với club nha. Bữa tiệc thật sôi động. Đến lúc mở vali và để nữ hoàng khiêu vũ thần thụ xuất hiện rồi. Harley, ra nào. Chúng mình đến nơi rồi. Yeah. Hãy nhảy đến khi tiệc tan. Mình cá rằng anh chàng bảo vệ đang rất ghen tị đây. Chỉ người tỉ mỉ nhất mới được làm bảo vệ. Bỏ kính ra nào. Được rồi, tiếp theo. Bạn ở đó, cô Misty, đợi chút. Anh ấy có vẻ không hề cẩu thả. Bảo vệ sẽ không để cô ấy vào, cho dù cô ấy có xinh xỏ thế nào. Không tiệc tùng gì nữa. Không đời nào, bạn cần có phong cách phù hợp. Đúng hơn là có hình dáng phù hợp. Billie Eilish sao? Ý hay. Ngay cả người bảo vệ cứng nhắc nhất cũng không thể từ chối một ngôi sao được. Chào mừng đến Bắc Club. Hãy cho mình nếu biết bạn cần bất cứ thứ gì nha. Wow, không thể tin được. Thật là miệng phức quá. Billie Eilish đến club kìa. Nào nào, là mình nè. Thế giới sẽ không bao giờ quen với những khuôn mặt của Misty. Ngoài việc đối phó với những ác nhân theo nghĩa đen, bảo vệ ở club phải bắt kịp xu hướng nữa. Để hiểu được kiểu vương miện này, phải có cái nhìn thấu đáo. Không phải để tuồn thứ gì vào đâu đó nha. Chà, mình nghĩ siêu anh hùng phải ở ngoài. Này nhóc, ra khỏi đây đi. Bạn còn quá trẻ và vô danh. Thật là Batman có lẽ sẽ xoay sở để hối lộ bảo vệ. Không, hay lắm, nhưng ra ngoài. Tuy nhiên bạn có thể để súng bắn tiền lại. Tuyệt. Mình có thể dọa mọi người bằng cách bắn tiền vào họ không? Tất cả đứng im. Cướp đảo ngược đây. Mình sẽ lắp kính bạn bằng tiền. Hộp đêm không có gì ngoài niềm vui. Và ai sẽ là người vui hơn? Deadpool, tất nhiên rồi. Nhân tiện, anh ấy đây. Đừng cố thử nha, siêu anh hùng không được phép vào. Lời từ chối chưa bao giờ ngừng nhức nhối. Mình không được làm gì ngoài giải cứu thế giới. Và thậm chí không thể tiệc tùng sao? Này, có gì bên đó kìa. Bạn thử xem Deadpool. Nhưng anh ấy không từ bỏ. Lần sau nha, bảo vệ. Dùng vũ lực thì sao nhỉ? Tội nghiệp Deadpool. Thật ngây thơ. Alex chỉ mất vài giây để đánh bại anh ấy. Vậy Deadpool làm thế nào để vào? Cái gì? Anh ấy bất tử hay sao? Mình nói rồi, siêu anh hùng không được phép. Có vẻ như anh ấy phải dùng vũ khí bí mật. Thôi miên là cách hay. Giữ sợi dây đi nè. Đừng làm biến nghe chưa, anh bạn canh cửa. Mọi người nói bảo vệ luôn để những người xinh đẹp vào. Nhưng tiếc là điều này không áp dụng với các siêu nhân xinh đẹp. Quay lại. Thật tốt là Boss Ivy biết cách để đấu tranh. Bạn cần giúp mình ngay bây giờ. Cô ấy đưa anh bạn này đi đâu vậy? Bí ẩn đã được sáng tỏ. Boss Ivy là cải trang. Bạn mang theo cây sao? Sao bạn lại cần nó ở bữa tiệc? Anh ấy thật sự không giống nhà thực vật học. Nhưng mình nghĩ mang hoa vào club không bị cấm đâu ha. Vào đi. Wow, ở đây thật tuyệt đó nha. Deadpool đang càng quét sang nhảy kìa. Giữ anh ấy lại đi mọi người.
Nhưng trước hết, phải đảm bảo cô ấy được tưới nước. Uống đủ nước giúp Ivy khỏe mạnh và vui vẻ. Đúng là một hệ thống tưới nước thú vị. Buya, tiệc tùng nào. Đêm nay là của chúng ta. Ở club, không có gì quan trọng hơn bầu không khí. Đó là lý do bạn không nên để Strom vào bên trong. Bạn thật sự không cho mình vào ư? Dũng cảm đó anh bạn. Và một chút dại dột. Tận hưởng sự phẫn nộ của thiên nhiên đi nha, đồ ngốc. Thật sự không thể đối đầu với Strom được. Cô ấy vượt qua không chút khó khăn. Ý, đồ uống nóng. Không thấy được. Thật tốt khi cô ấy có thể điều khiển nhiều thứ hơn là chỉ thời tiết bên ngoài. Cô ấy có thể chắc chắn rằng cocktail của cô ấy ở nhiệt độ thích hợp. Giờ có thể thư giãn rồi. Ai muốn uống đồ lạnh nào? Xếp hàng từng người một nha. Siêu anh hùng không quen bỏ cuộc. Wow, Batman, lâu rồi không gặp ha. Và vẫn như mọi khi. Hầu hết mọi người đều ghen tị với món đồ của Batman. Nhưng người bảo vệ có nhiều kinh nghiệm thì không nha. Wow, bơm khói sao? Yeah, ở trường sơ cấp của bảo vệ còn tệ hơn như thế này. Anh ấy đây, xuất hiện sau làn khói. Đôi tai sắc nhọn này là của ai? Batman, bay đi trước khi mình nổi cáo. Và ai đó làm ơn mở cửa được không? Con người không xa lạ gì với thần thánh. Đó là lý do Thor quay lại. Không, không phải club của mình. Người gắt cửa thô lỗ. Cược không, anh bạn bảo vệ. Nếu bạn cầm được cây búa này, mình sẽ đi. Nếu bạn không làm được, mình sẽ mở tiệc đến tận bình minh. Từ chối cá cược với thần sao? Không thể được. Và Alex là một anh chàng giữ lời. Yeah, cược thì cược. Thùng rượu đầu tiên của mình sẽ để vinh danh bạn bảo vệ à. Wow, đúng là cuộc đụng độ. Thua, vị thần sấm quyền năng. Tiệc tùng thôi nào. Trong khi Thua đang vui vẻ, Alex lại đang tập thể dục và làm bài kiểm tra cơ bắp. Không thể tin nổi. Tất cả những gì bạn cần để nhấc chiếc búa là sự kiên nhẫn và quyết tâm. Và điều này thay đổi mọi thứ. Để cho mình đi các bạn, mình bị phát hiện rồi. Này Thor, bạn có bất gì không? Ra ngoài đi. Nhưng cược là cược mà. Thật khó để nói không với siêu anh hùng xinh đẹp. Nhưng Alex rất kiên định. Đừng cố, Kate. Ra ngoài đi. Thật là xấu tính. Nhưng Catwoman không bận tâm. Có lẽ mình nên vào sau cùng. Chà, làm ơn. Đợi chút, bạn không phải chú mèo đi hia sao? Bạn nghĩ bạn đang làm gì vậy? Bạn không thể cưỡng lại ánh nhìn này, cho dù bạn là một bảo vệ tận tâm đến đâu. Cốc theo nha. Ồ, chúng mình có menu đặc biệt cho bạn. Sữa ấm cho mèo con dễ thương. Gì vậy? Nghe laser sao? Mình phải bắt được nó. Dường như sữa kích thích bản năng của mèo. Bà phá vỡ đi thần chú. Bắt được rồi, sao bạn có thể đánh lừa bảo vệ chứ? Đừng mắng mình. Kế hoạch có thể thất bại, nhưng sữa rất đáng giá. Cuối cùng, tất cả đều đã đến club. Thì Alex cũng có thời gian để thư giãn. Mình băn khoăn liệu tiệc tùng suốt đêm sẽ thế nào. Wow, là bữa tiệc của siêu anh hùng thật. Ok, đủ rồi. Bạn có thể ẩn náu và che giấu con người bao lâu nữa chứ? Ồ không, anh bạn, quên quy định đi. Mình cũng nhập tiệc đây. Thế này vui hơn làm bảo vệ nhiều chứ bộ. Đó là quy định của bữa tiệc. Bạn có thích cách chúng mình đưa siêu anh hùng đến bữa tiệc hay không? Nhân vật nào bạn muốn gặp tiếp theo? Ai là siêu anh hùng mà bạn thích? Cho chúng mình biết dưới phần bình luận nha! Hãy nhớ tặng video này một like và đăng ký kênh của chúng mình. Nhấn vào chuông để không bỏ lỡ những trò đùa của siêu anh hùng trên kênh Trum Trum Select các bạn nha!